Mizu mới đây đã flex nhà mới view sông quận 2, tiếp tục khiến người hâm mộ háo hức khi tiết lộ ý định chuẩn bị lấy chồng. Vừa thành đạt, giàu có, giỏi giang, xinh đẹp, thứ duy nhất mà Mizu thiếu chỉ còn là một đám cưới thế kỷ. Vừa qua, Mizu khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe bảo vệ thành công đề án tốt nghiệp thạc sĩ. Đặc biệt hơn, nữ giảng viên U40 còn cho hay đây là lần thứ hai cô được xếp vị trí á khoa khi ra trường. Không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng, sự nghiệp thăng tiến, Mizu vốn được nhiều người biết đến là phú bà. Bởi lẽ, người đẹp sinh năm 1989 còn có khối tài sản kếch xù, sổ đỏ tính bằng chục, lái xe sang, đồ hiệu không kể hết. Mới đây, người đẹp 8X còn tiếp tục úp mở về chuyện lấy chồng. Cô viết, 2 năm học thạc sĩ, 1 năm âm thầm xây nhà. Học thạc sĩ vừa xong, nhà cũng sắp xây xong. Ước mơ có căn nhà nhỏ view sông quận 2 chiều chiều ngắm hoàng hôn sắp thành hiện thực. Xây nhà xong rồi chắc phải lo lấy chồng là vừa nhỉ. Kèm theo đó, Mizu đăng tải loạt hình 3D khoe từng ngóc ngách trong căn nhà mới của mình. Người đẹp lựa chọn tông ghi sáng và be cho tổng thể căn nhà. Phong cách thiết kế hiện đại, hơi hướng minimalism nhưng vẫn toát lên được sự sang trọng, ấm cúng. Đặc biệt, không gian sân vườn phía trước ngôi nhà cực chill, ai nhìn cũng dành lời khen. Mizu tiết lộ cô đã cùng ekip xây dựng căn biệt thự này trong vòng 1 năm qua. Cơ ngơi của người đẹp tọa lạc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh và có view nhìn thẳng ra sông. Căn biệt thự có phòng khách khá lớn được thiết kế thông tầng giúp căn phòng hứng được ánh sáng tự nhiên và có không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Căn biệt thự có nội thất tối giản với gam màu xám chủ đạo. Thiết kế tối giản đem lại vẻ đẹp hiện đại, thanh thoát cho tổng thể ngôi nhà. Khi biết tin mừng của Mizu, đa số khán giả đều gửi lời chúc mừng và ra sức xin vía cô nàng, xin vía thành công như cô giáo. Khi nào chị lấy chồng nhớ mời em nha, em đợi đó, chúc mừng cô em xinh đẹp, trí tuệ và giỏi giang nha. An cư rồi thì lấy chồng là hợp lý em nhé. Hi hi, đáp lại những bình luận tích cực, nữ diễn viên đều tích cực tương tác và thả thương thương đầy nồng nhiệt. Nhiều năm qua, Mizu cực mát tay trong lĩnh vực kinh doanh. Cô có một thương hiệu thời trang và mỹ phẩm riêng. Bên cạnh đó, công việc buôn bất động sản cũng khiến Mizu phất lên trông thấy. Năm 2021, Mizu gây chấn động khi livestream chốt đơn hàng chục lô đất khiến dân tình trầm trồ. Ngoài ra, những hình ảnh mà cô ôm cả chục cuốn sổ đỏ trong tay cũng không còn quá xa lạ với dân mạng. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1989 từng đề cập tới chuyện thành gia lập thất. Cô đăng ảnh mặc váy cưới trên trang cá nhân kèm dòng chú thích, học xong rồi, chuẩn bị lấy chồng nha. Động thái này của Mizu khiến khán giả háo hức mong chờ. Mizu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu vẻ đẹp nhu mì, thanh khiết, cô là một trong những hot girl đình đám đời đầu, được nhiều người yêu thích và mến mộ. Ngoài vẻ trong trẻo, xinh đẹp, Mizu còn sở hữu trình độ học vấn đáng nể. Cô từng là á khoa đầu vào trường Đại học Kiến trúc, thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, cô chọn theo học Đại học Kiến trúc. Mizu là một trong những người đẹp nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô được biết tới với nhiều vai trò như diễn viên, giảng viên, doanh nhân. Vừa qua, Mizu tiếp tục khiến fan ngưỡng mộ khi chia sẻ thông tin vừa tốt nghiệp á khoa thạc sĩ chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng. Cô hào hứng cho hay đây là thành quả sau 2 năm rủi mài kinh sử.